Chúc các bạn xin chào các bạn. Có nhiều người anh em inbox tới mình liên tục hỏi là cách sử dụng, cách chơi và hiệu quả thế nào sao. Những clip trước mình cũng có đề cập tới nhưng mà không phải chủ yếu. Còn clip này mình đề cập, mình chủ yếu mình nói tới khoáng Nhật Bản. Mình đã cũng làm rất là nhiều clip rồi nhưng mà mỗi clip nó khác nhau. Còn các bạn cứ kêu yêu cầu mình làm lại. Thì trong đây cái hộp khoáng Nhật Bản này có 5 gói nhỏ, nhà sản xuất người ta khuyến dùng là 50 lít trên một cái hộp này. Nhưng mà về đây sau khi nghiên cứu và sử dụng mình thấy là 150 lít vẫn được. Đương nhiên các bạn biết rồi, sử dụng nhiều thì tác dụng sẽ tốt, phải tốt hơn. Đó. Sản phẩm này bên Nhật sản xuất 100%. Cả những sàn thương mại điện tử mà có shop là sẽ liên hệ gõ từ khóa là sẽ ra nha các bạn. Hiện tại bây giờ tất cả những hồ cá mình đã sử dụng khoáng Nhật Bản, từ bơm cá, tannin cá, mọi thứ mình sử dụng hết rồi các bạn. Thì mình thấy rất là ok. Khoáng này là dạng thể rắn nhỏ cho nên là nó không có tan, hoàn toàn không có bị tan. Chỉ có là khi sử dụng một thời gian nào đó nó hết tác dụng thì mình bỏ đi. Giống như là mình bỏ những cái sứ đầu vào vô các bạn. Thì cái này nó cũng như vậy thôi. Dụng là mình, các bạn nhìn lên đây nè, bỏ vô một cái túi lọc. Như cái này là mình sử dụng hoàn toàn 3 gói khoáng Nhật Bản, mình 3 hộp 15 gói mình bỏ đây, mình chia đều vô mấy cái hộp, mình để lên trên cái lọc bình thường nước chảy qua. Đó, khi các bạn bỏ vào, mình đã làm những clip trước mình nói các bạn bỏ nhẹ, đừng có nhồi, đừng có nhét, chỉ cần bỏ trên mặt nước, trên mặt cái lọc đó bỏ vô, đừng có nhét xuống. Nước nó chạy sang một chút xíu nó sẽ tự động nó chìm xuống. Bắt buộc cái này nó phải cho nước qua, nó tiếp xúc với nước càng nhiều bên cái bề mặt thì nó sẽ tốt. Các bạn đừng có nên bỏ chồng lên thì nó sẽ không, nước không qua thì không có tác dụng. Tại đây những cái hạt thể rắn trong chồng nó qua, nó làm cho nước sạch sẽ, nó làm nước sạch, nước trong, khử mùi, ít thay nước. Dùng từ là ít thay nước chứ không phải là không thay nước tuyệt đối nha. Còn các bạn rảnh các bạn thay nước thường xuyên không sao hết. Khi mới bỏ vào có tình huống những bạn bỏ vào nó bị đục là do đụng mạnh quá, bỏ vào bị đục. Nếu mà khi các bạn nước bỏ vô nó đục như nước tro vậy đó, lỡ tình huống đó có nhiều bạn mà không biết, để luôn thì 3-4 ngày nó sẽ hết. Còn nếu mà liên hệ với chú bà bạc thì chú bà bạc kêu là thay nước, thường rút ra thay nước 30%, sáng 30%, chiều 30%, 2-3-4 lần thì hồ cá sẽ trong như vậy. Các bạn thấy hồ cá chú bà bạc trong không? Siêu trong, phải không? Đó thì sử dụng dễ thôi, đơn giản bỏ vào vô đây, nước nó sạch, cá nó khỏe thì sẽ lên màu. Không phải là sử dụng khoáng là sẽ làm lên màu, nghe rõ mấy anh shop nghe rõ. Đừng có chứa đây cái là nhảy tăng tăng, nói ông này ông nói bậy, ông BR bậy là bỏ vô nó lên màu. Đương nhiên khi bỏ sử dụng khoáng thì nước nó sẽ sạch, nước nó sẽ trong, nó không có những cái bệnh bậy. Và nước trong như vậy thì các bạn sử dụng đèn, tác dụng đèn nó sẽ mạnh xuống, nó trong mà các bạn. Thì con đương nhiên khi đó là con cá nó sẽ khỏe, nó ăn nhiều, nó thoải mái, thể trạng nó tốt và đèn nó trong thì chắc chắn nó phải lên màu, đúng không nè. Nhìn thấy nè, rong rêu nè các bạn, rong nè. Mình không có chà, có nghĩa là cái hồ này mình không có chà. Có như vậy có nghĩa là đang sử dụng khoáng thì cái hồ nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà cái độ rong rêu như vậy nhiều hay ít nữa, cái hồ các bạn tốt và xấu còn liên quan lệ thuộc vào đèn. Các bạn sử dụng đèn quá nhiều thì dĩ nhiên cái hồ nó phải có rong, có rêu. Thì cái đó các bạn khi đó phải sử dụng bằng nào, làm thế nào, phải rút ra bớt phụ. Chứ cho dù trong cái hồ các bạn nhìn thấy trên cái lọc nó có UV đi nữa, cái UV các bạn thường là phải, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng UV tất cả những lò hồ 11, 13, 3W thì các bạn sử dụng. Thì các bạn thấy rồi, nhiều người nói là UV sử dụng mạnh quá hoặc là sử dụng liên tục quá gây hư cho vi sinh trong nước. Xin lỗi, cái đó là đúng, nhưng các bạn thứ nhất là cái công sức đã đủ chưa, và cái nước hồ của các bạn quá trong chưa. Khi nào các bạn nhìn vô nó quá trong, nó trong vắt luôn á, là nghĩa là trong nước các bạn nó không có những con vi khuẩn xấu, không vi sinh xấu, thì mình vô vậy mình giết vi khuẩn tốt. Còn hiện tại các bạn thấy nước mình lúc nào nó cũng có rong rêu, lúc nào cũng có chỗ, là có nghĩa là gì, vẫn còn những cái phần xấu trong chổng thì UV nó diệt được các bạn, nó nên diệt. Đó thì sử dụng cái UV vô vậy thôi.
sử dụng vô thì các bạn cứ làm bình thường, nuôi bình thường, cho ăn cũng bình thường, thì tự động con cá nó sẽ tốt lên. Các bạn sử dụng cái khoáng này, có những cái như vậy thì sử dụng, tất cả mình sử dụng hôm nay hơn 10 tháng rồi mình chưa bỏ, vẫn còn sử dụng được. Hồ dưới đây cũng vậy nữa các bạn. Các bạn nhìn vô cái hộp lọc là các bạn sẽ thấy tại sao cái hộp lọc bên ngoài của mình đó, do cái độ ánh nắng ở bên ngoài nó có rong rêu nhiều, còn ở trong cái hộp lọc trong đây là các bạn thấy nó sạch không? Hồi nãy giờ cái hộp lọc trên dưới nó sạch. Thì cái khoáng này hồi bữa giờ ở Việt Nam cũng có nhiều người anh em xài rồi, nếu mà dởm và xấu là chắc cũng có bị phốt dữ lắm, mà nó canh dữ lắm mà phốt không nổi các bạn, phốt không nổi thôi. Thì cứ sử dụng bình thường vô, sử dụng vô thay nước bình thường, cho ăn bình thường, mọi cái bình thường thì con cá nó sẽ trong sáng khỏe đẹp thôi các bạn, không có gì lo lắng, không có gì phải khó khăn. Bỏ vô UV thì UV bỏ vô bình thường, từ ngăn đầu bỏ vô chạy 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 qua, các bạn thấy cái lọc này rất là bình thường. Mà mình cũng khuyến khích các bạn đừng đừng có ỷ gì quá, khi mà sử dụng cái khoáng này xong cái nói là nửa tháng tháng không thay nước, cái đó là không tốt, thật tình không tốt. Cái này để ít thay nước, chứ các bạn bỏ lâu quá thì các bạn nghĩ trong đây nếu mà cái chất xấu, cái khoáng này nhiệm vụ nó lọc lại, nó lọc nó tạo vi sinh này nọ, nhưng mà ở bên ngoài nước đây nó xấu, con cá nó nhiều quá thế nào, hoặc cộng đồng mà các bạn không thay nước thì trong đây nó sẽ xấu, chắc chắn là pH nó sẽ hạ, và pH hạ con cá nó khó chịu, nó không thoải mái, cho nên là không nên để quá lâu. Và mình thấy nhất là hay nhất là nó rong rêu những cái mà phân này mình rút ra phụ nè các bạn, cho nên là sẽ tốt. Các bạn nhìn thấy cái hồ mình không có thổi luồng không gì hết trơn, rất là đơn giản, rất là đơn giản, chỉ cần oxy, chỉ cần máy bơm rồi chơi thôi. Nuôi cá nhiều mà các bạn ha, còn cái đó mọi cái các bạn nuôi cái kiểu nào, phong cách nào là tùy hồ một các bạn nha. Thì sẵn cái clip này xong quay, các bạn đang thấy ở đây mình cũng đang đây nè đó, mấy em này là mình cũng sử dụng khoáng không, là mình mới làm mấy cái clip trước mình cũng vậy các bạn, nhờ camera quay coi nè, sử dụng khoáng hết tất cả. Các bạn thấy ở ngoài cái hồ hồ bơm của mình cũng vậy, hồ bơm hay em bối cũng vậy, là mình cũng sử dụng khoáng. Khoáng vô nó rất là tiện, làm vô rất là tốt, đương nhiên nó phải tốn tiền chút xíu các bạn ha, nhưng phải chịu thôi, cái gì mình muốn hết là không có được đó. Thì mình nói lợi tất tần tật mình chia sẻ bữa giờ, tại có nhiều bạn quan tâm tới khoáng thì mình nói cho các bạn cái khoáng này nó như vậy, thì các bạn cứ an tâm thoải mái sử dụng. Đương nhiên không phải là ai cũng sử dụng được hết, thì mỗi người có điều kiện thì sử dụng tới đâu, hoặc là trên thị trường cũng có rất là nhiều loại khoáng các bạn ha, có rất là nhiều vật liệu lọc các bạn có thể sử dụng, tùy theo các bạn thôi. Còn cái loại này và nghe nói bữa giờ cũng đang khuyến mãi giảm giá nhiều, cho nên các bạn hãy nhanh tay, chứ bữa sau là về giá ban đầu lại là nó sẽ cao nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những clip sau.